信念，我们准备好解开线路，铺满敌人的陷阱，也要相信会看到曙光。勇敢向前，勇敢向前，勇敢向前，我们从不畏惧困难，我们要把它攻破。勇敢向前，勇敢向前，勇敢向前，心中不变的信念终实现。勇敢向前，勇敢向前，勇敢向前，我们从不畏惧困难，我们要把它攻破。勇敢向前，勇敢向前，勇敢向前，心中不变的信念实现。Bộ phim Người bảo hộ của làng Cừu, tập 1: Sự sụp đổ của làng Cừu. Sói xám lại đến rồi. Lần này cuối cùng cũng được ăn chút thịt cừu rồi. Mau dừng tay lại. Hả? Là ai đó? Giọng nói này là cừu vui vẻ. Sói xám, tôi sẽ không để cho các người làm hại bạn của tôi đâu. Chỉ dựa vào ngươi sao? Mau bắt lấy nó. Cừu vui vẻ, ngươi đừng hòng chạy thoát. Thật vậy sao? Hắn ta có vũ khí. Chúng ta đông như vậy, không phải sợ chút vũ khí đó chứ? Sói xám, giờ thì bị chúng tôi bao vây rồi nha. Cậu vui vẻ, xem ta đây. Định làm gì vậy chứ? Tiến lên đi, sói xám. Tôi xin đầu hàng. Có gì từ từ ngồi xuống nói chuyện, đừng có bắn tôi mà. Tôi có lòng tin là hai tộc sói cừu chúng ta có thể sống hòa bình cùng nhau mà. Đương nhiên là được rồi, chỉ cần đừng có làm hại đến bạn bè của tôi. Không thể nào, cừu và sói không bao giờ có thể sống hòa bình cùng nhau được. Sống hòa bình cùng nhau. Nguy rồi, quân đội sói lại tấn công làng cừu rồi. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mọi người xông lên nào. Xông lên. Tôi bị bắn trúng rồi. Tôi chảy máu rồi. Đau chết mất thôi. Chỉ là sốt cà chua thôi mà. Tôi không sao nữa rồi. Nè quý ngài sói xám, nước sốt cà chua có ngon miệng không nào? Dám lừa ta, giờ ta tấn công được vào trong kẻ đầu tiên tan chính là ngươi. Ngươi nhìn xuống dưới chân mình trước đi rồi nói tiếp. Nhìn xuống dưới chân. Tạm biệt nha sói xám. Này này, có gì thì chúng ta ngồi xuống nói. Tôi tin là hai bên sói của chúng ta có thể sống hòa bình cùng nhau mà, đâu cần. Chúng ta lại thắng rồi. Chúng ta sắp rơi đến nơi rồi. Có gì thế mà cũng kêu gào. Hoàn hảo. Không ngờ rơi xuống như vậy mà chẳng bị gì cả. Vì có tôi ở đây rồi còn gì. Chỉ cần còn có tôi ở đây thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngầu quá đi. Người đâu, mau đến cứu. Sói xám bị một lá thư đánh ngất rồi. Tốt quá rồi. Sao các cậu hào hứng vậy? Thủ lĩnh khen thưởng rồi muốn thăng chức cho chúng ta đó. Cậu cầm ngược rồi. Hả? Tôi chỉ muốn làm dịu không khí chút thôi mà. Để tôi đọc xem. Sói tướng quân đã đến thảo Nguyên Thành Thành giúp chúng ta bắt lũ cừu.
tuyệt quá, sói tướng quân sắp đến đây rồi. Vạn tuế. Nhưng mà sói tướng quân là ai vậy? Sói tướng quân chính là tinh anh mạnh mẽ nhất của bầy sói chúng ta. Nghe nói anh ấy có mối thù sâu nặng với bọn cừu. Hơn nữa nghe nói một mình anh ấy có thể bắt được một lúc cả trăm con cừu. Hiện giờ đã có sói tướng quân đến đây giúp đỡ, tôi nhất định sẽ có thể dễ dàng tấn công đánh bại làng cừu. Tới lúc đó tôi nhất định sẽ đứng trước mặt anh ấy đề cử tên của mọi người lên. Đúng là người bạn trên cả tuyệt vời mà. Đúng là sói xám của chúng ta. Hình như trên này có viết tên của cậu nữa đó. Thật sao? Nhất định là để biểu dương tôi đây mà. Đây, cho các cậu vinh hạnh được đọc nó đó. Đọc lớn xem nào. Sói xám làm việc bất tài, bãi bỏ sói xám ra khỏi nhiệm vụ hiện tại và tạm xóa bỏ chức danh sói xám, lập tức thi hành lệnh. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì hả? Nè, đừng có mà chạy, các cậu trở lại đây ngay cho tôi. Ông tin rằng sau này khi cháu trưởng thành nhất định sẽ có thể bảo vệ tốt làng cừu của chúng ta. Vâng ạ. Trưởng thôn, có chuyện gì không ạ? Ông có chút chuyện nhỏ, cùng ông đi đến nhà kho nào. Cừu vui vẻ, con đang phiền lòng chuyện gì sao? Trưởng thôn, cừu và sói thật sự có thể sống hòa bình cùng. Con đừng để Đao Dương nghe thấy lời này, có hiểu chưa nào? Vâng. Ông biết là con muốn bảo vệ mọi người, nhưng con cũng không muốn làm hại tới tộc sói, vậy nên con chỉ sử dụng súng nước đó thôi đúng không? Cừu và sói rốt cuộc có thể sống hòa bình cùng nhau không? Chuyện này con phải tự tìm câu trả lời thôi. Vâng. Được rồi, chúng ta đến nhà kho rồi. Cái nhà kho này nhờ con dọn dẹp lại một chút giúp ông nha. Dọn một chút ấy hả? Cuối cùng cũng đào xong cả rồi. Chỉ cần xe của sói tướng quân đi ngang đây, chỗ này sẽ lập tức sụp xuống. Tới lúc đó mình có thể xuất hiện như một người hùng. Cứu sói tướng quân ra khỏi chỗ đó. Chỉ cần có thể nhận được sự công nhận của sói tướng quân thì mình có thể lấy được chức danh, còn có được cuộc sống trên đỉnh cao nữa chứ. Anh ấy đến rồi, bảo đi tìm chỗ trốn đi mới được. Hả? Sói tướng quân, sói tướng quân. Tiêu rồi, cái bẫy của mình bị phá nát mất. Có chuyện gì vậy? Sao lại có một cái hố to như vậy chứ? Không kịp cản họ nữa rồi. Đây là sức mạnh của sói tướng quân sao? Lợi hại quá đi mất. Tướng quân, sói tướng quân trở lại đi. Chào tôi với, cho chúng tôi với sói tướng quân. Vẫn còn nhiều thứ phải dọn lại nữa. Cố lên, cố lên nào. Ai lại đi nằm ra giữa đường vậy chứ? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Đè lên người ta mà không biết xin lỗi gì hết. Ta sẽ đi tìm sói tướng quân để tính sổ với ngươi. Đây là đồ của sói tướng quân mà. Nếu như mình giúp anh ấy thu dọn lại, không chừng sẽ tạo được ấn tượng tốt với anh ấy thì sao? Mình thông minh quá đi mất. Tiếp tục cố gắng nào, vì sói tướng quân. Một khẩu súng sao? Băng, băng. Tự dưng thấy mình ngầu quá đi mất. Đồ vui vẻ à, trưởng thôn tìm cậu kìa. Tự dưng thấy mình ngầu quá đi mất. Wow, không lẽ đây chính là thiết bị của sói tướng quân sao? Với cái này trong tay thì mình có thể đánh bại được lũ cừu rồi, sau đó có thể khôi phục được cả chức danh của mình rồi. Sao tự nhiên mình biến thành một con chó rồi? Cái mảnh lúc nãy đâu mất tiêu rồi?
Tiêu rồi, sao mình không khống chế được bản thân vậy chứ? Không muốn đâu, sói tướng quân ơi. Chuẩn bị tấn công làm cừ. Wow, sói tướng quân ngầu quá đi mất. Tìm thấy sói tướng quân rồi. Quả nhiên là sói tướng quân, vừa đến là vào việc ngay. Hoàn toàn khác hẳn với sự vô dụng của sói xám. Thì ra cậu nhân lúc tôi không ở đây mà nói xấu sau lưng hả? Cái con chó con này ồn ào quá. Hả? Đó chính là hành lý của sói tướng quân mà. Mình sẽ mang nó đến để chứng minh mình có ích thế nào. Cái gì? Muốn giành lấy công sức của mình hả? Tôi sẽ không để cho cậu đạt được như ý đâu. Sói tướng quân, hành lý của ngài đây ạ. Không ngờ lại để cậu ta đi trước một bước rồi. Chúng ta cũng không được thua. Chúng ta mau đi bắt lũ cừu về cho sói tướng quân. Xông lên nào. Trưởng thôn ơi, mấy tên sói xấu xa lại đến nữa rồi. Không cần lo lắm. Với gậy đập côn trùng khổng lồ của ta, các ngươi đừng hòng bước vào được làng cừu. Wow, trưởng thôn ngầu quá đi. Chuyện nhỏ thôi mà. Sói tướng quân ơi, hành lý của ngài đây. Báo cáo sói tướng quân, chúng tôi tấn công thất bại rồi. Các người đúng là lũ vô dụng. Bỏ đi. Ngươi, xông lên đi. Tôi sao? Sói tướng quân, còn tôi thì sao? Đã đánh lùi được kẻ xấu, chúng ta mau trở về ăn cơm thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái con ếch gì mà khổng lồ quá vậy? Có ếch khổng lồ rồi, lần này nhất định sẽ tấn công được làng cừu. Chúng ta xông lên nào. Làm sao đây? Ếch khổng lồ xông vào rồi. Không cần phải sợ. Với gậy đập côn trùng khổng lồ của ông, đừng ai hòng tiến vào được. Đánh trúng quái vật ếch rồi. Cái gì chứ? Mau bắt lấy cái lão già đó đi. Trưởng thôn, các con đừng lo cho ông, mau chạy đi. Hôm nay cuối cùng cũng có thịt cừu để ăn rồi. Trưởng thôn, cậu vui vẻ. Cậu vui vẻ, thứ đồ phát sáng phía sau cậu là gì vậy? Đây là khẩu súng mình tìm thấy trong kho lúc nãy. Hả? Cái gì vậy chứ? Cái gì? Khẩu súng này lợi hại quá đi. Cậu lợi hại quá. Không ngờ có thể làm đóng băng được cả con ếch khổng lồ như vậy. Chuyện này thật ra là các con à, nguy hiểm. Mau chạy đi. Nguy hiểm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.